Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Madam Thương Vlog nha. Ngày hôm nay Madam Thương sẽ đưa các bạn đi thu hoạch dưa. Cái này ở phường Long Tuyền hả con? Này là ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha. Đấy. Giờ tụi mình sáng nay chủ nhật nè, nghỉ Tết Tây xong nghỉ chủ nhật đi cắt dưa nha. Tháng 1 năm 2021, đầu năm mình không biết đi đâu, đi thu hoạch dưa hấu trên nhà nhỏ cháu ở trên Bình Thủy á. À, cái này là đi kiếm trái để cắt để cho người ta bắt nó đi thôi phải không? Đó, tay rất dữ. Tao cắt sao đây? Cắt thì để cho người ta lụm, tao bỏ vô trong ấy lại thôi phải không? Dạ. Cắt thì để lộ nó ra xong ngày ai ta đi người ta hốt thì người ta hốt vậy đó hả? Dạ. Đó. Cái này mình bán 1 ký vậy là nhiêu vậy nè? Con tặng cho người ta 6-7 ngàn hả? Cắt hai bên chứ không phải cắt ngay chính giữa hết ha. Dạ không, ta để hai cái cuốn gì. Để hai này lại ha. Dạ. Cái này dưa đỏ phải không Cưng? Dạ. Bán ký được có 6 ngàn à. Cái này đi vô coi nhà cháu cắt dưa nè. Nhỏ lớn mới đi thu hoạch dưa lần đầu luôn. Cắt xong rồi để cho người ta đi, người ta lụm, người ta bỏ vô cần xé. Bây giờ càng xé xong rồi bắt đầu phân vô. Đây. Mọi người đi cắt cái lòi trái dưa ra đó. Đây chụp sẵn. Thủy vô luôn Thủy. Đây chụp mô hình nha. Đang bán dưa. Thấy mấy bà này già quá, anh ta không thèm mua. Nữa có nhiều bự nha. Có nhiều bự. Rồi, 2. Chưa. Rồi, 2. Coi YouTube này nha. Chị làm đi nhé, vô tao coi. Quay coi con mấy chú chạy giờ hôm á. Quay cái gì nữa. Quay giờ hôm nữa. Quay giờ hôm nữa. Quay mày vô luôn. Quay giống này giờ hôm nữa. 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 Chị Nhi bữa nay từ Vĩnh Long qua Bình Thủy đi chưa với cô Thương nè. Đi thấy nó non là bẻ hả? Tại vì người ta đâu có bẻ đâu, người ta đâu có lụm. Bây giờ mình đem về mình kho đúng không? Đúng rồi. Nó chú lên nói là phải cúng cái giò heo. Đó. Cái này bẻ về kho này nghe. Đó. Bẻ về kho dưa, kho cá lóc nha. Được nhiều chưa? Được nhiều chưa? Đưa bọc coi. Ôi, có lý rồi đó, bẻ. Trời ơi. Nào, đó. 2 trái nữa. Thank you.
Ủa sao trái đó bỏ lại không bỏ vô vậy? Nhỏ quá rồi để dạt ra. Không khí làm việc rất là khẩn trương, rất là vui nha. Một cần gì mấy bao nhiêu ký ta? 4 mấy ký hả? Khẩn trương, không có ai nghỉ ngơi hết. Nghỉ là tập trung nghỉ, xong rồi làm, tập trung làm. À, mới ra tới, rồi lên cần đi luôn nè nha. Bẻ cho trái dưa non nè, chị này là đi bẻ dưa non nè. Giật lá nó héo rồi bắt đầu trái nó nổi lên. Cái đám này chắc cũng mệt á. Lên. Lên nhẹ nhàng luôn. Rồi làm sao mà bắt được? Không có chúm sao bắt được vậy? Hay vậy? Ở trong kia con bự quá vậy. Bự hơn con ngoài nữa. Con này chắc có 350-400 cái. Cái đám này dưa già khỏi ở đây. Dưa bự thì đem xuống dưới tàu. Gõ bột bột coi chín chưa. Xếp loại. Sao mày thấy không? Thuốc nè. Ngọt á. Giật bỏ mà ngọt chứ nè. Ngọt. Biết là gì không mới cắt nữa. Giọt rất ngon.